Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với anh chị em trên bản tin tuần ở trên kênh Hùng Lê chứng khoán cũng như trên kênh chứng khoán chiến binh lên từng con sóng thì như thường lệ thôi sau khi chúng ta kết thúc một tuần giao dịch thì Hùng sẽ có một bản tin video phân tích tổng hợp bộ ba tham nội chung của thị trường đồng thời chúng ta sẽ view ở những cái danh mục rất là cơ bản còn đối với kênh Hùng Lê Chứng Khoán thì các anh chị ở đây, kênh này hiện tại là bây giờ đang có rất nhiều các cái giá trị cho nhà đầu tư. Thứ nhất, đấy là hàng ngày thì chúng ta sẽ có một bản tin phân tích ở bộ ba tham số chung của thị trường thì các anh chị có thể để ý đây, ví dụ phiên giao dịch ngày 13. Đó, dự báo về VN Index của phiên ngày 13, dự báo VN Index của phiên ngày 14, dự báo VN Index của phiên ngày 15. Đó, rồi đây các anh chị, phiên ngày 12 tháng 3, đó, phiên ngày 8 tháng 3, tức là ở kết thúc một ngày thì Hùng sẽ có view lại cái bộ ba tham số chung của thị trường và một cái kênh này thì bản tin ngắn chỉ có 10 phút thôi các anh chị. Và giúp cho các anh chị em nhà đầu tư của chúng ta có được những cái cập nhật tốt nhất, tối ưu nhất về xu hướng của ba tham số chung của thị trường. Đồng thời, ở trên kênh này thì Hùng sẽ lọc ra những mã cổ phiếu, có thể gọi là siêu cổ phiếu cũng được, hoặc là những cái cổ phiếu tiềm năng. Thì những cổ phiếu tiềm năng đó chính là những cái cổ phiếu dưới góc nhìn của cá nhân Hùng Lê. À, Hùng phân tích và các anh chị à, tham khảo ở trong trường hợp các anh chị cảm thấy tích cực ok và mình hợp hợp cu hợp cạn thì như vậy là chúng ta chúng ta sẽ 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 đi xem và ở trong cái mục danh sách phát các anh chị các anh chị vào trong mục danh sách phát này thì các anh chị vào cái mục gọi là cổ phiếu tiềm năng của năm 2024 thì tại đây thì hùng đã có hùng đã gom hết tất cả những cái mã cổ phiếu vào đây ví dụ như FCNG Mansan gat HAC2 VND đó tất cả FPT những cái mã cổ phiếu mà tích cực thì như vậy là Hùng đã Uh, phân tích và ủng view cho các anh chị em ở trong cái quá trình mà chúng ta chiến đấu thế thì trong tuần vừa qua thì hùng tiếp tục view cho các anh chị một mã cổ phiếu tiếp theo đó là mã cổ phiếu kbc ở trong một cái góc nhìn trung hạn thì các anh chị có thể tham khảo thêm và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì KBC đã có vùng test ở vùng 33.05 như vậy là cũng sát với ở những cái vùng giá mục tiêu và các anh chị có thể xem thêm ở video này ngoài ra thì hùng sẽ tiếp tục làm và rất hiện tại thì đang có rất nhiều các cái mã cổ phiếu rất là siêu cổ phiếu các anh chị có thể xem ví dụ như gvr chẳng hạn ví dụ dabaco chẳng hạn đó là những mã cổ phiếu hùng đã phân tích các anh chị và hiện tại thì bây giờ nó cực kỳ là đẹp luôn đó vậy thì chúng ta sẽ lọc ra những cái mã cổ phiếu tích cực để chúng ta phân tích và những cái bản tin đó nó cũng chỉ khoảng tầm độ 10 phút thôi à, rất ngắn gọn những cái nội dung chúng ta phân tích uh, rất là cơ bản đúng không anh chị và đối với kênh chứng khoán tiêm Minh Từng ngọn sóng thì chúng ta hàng tuần chúng ta có một bản tin thì như vậy là các anh chị em cũng cơ bản là chúng ta nắm được hết tất cả những cái nội dung đó rồi ok và thêm một cái nội dung cực kỳ quan trọng nữa mà hùng muốn trước khi mà chúng ta vào bản tin tuần này thì các anh chị lưu ý đây là đây gọi là một cái điểm cực kỳ quan trọng gọi là một cái điểm cơ cốt lõi có thể cổ phiếu ông phân tích ít đi nhưng mà sẽ chia sẻ với các anh chị về cái cách vận hành của thị trường về cách vận hành của thị trường và rất đau cho những anh chị em nhà đầu tư bán đúng cổ phiếu của phiên giao dịch ngày 12 tháng 3 các anh chị và vì sao các anh chị bán vì sao chúng ta mất hàng vì sao chúng ta lại không không hiểu được cái nguyên lý vận hành của thị trường thì đó sẽ là một cái sự thiếu sót rất lớn các anh chị rất lớn và uh, khi mà hùng xây dựng cái kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng thì mong muốn đồng quy tụ nhà đầu tư về về với team của ông lê về đây chúng ta cùng có một cái hội nhóm chúng ta cùng có những cái room để chúng ta trao đổi về cái cách vận hành của thị trường và khi chúng ta nắm được cái cách vận hành của thị trường đó thì như vậy là gì sẽ giúp cho các anh chị chúng ta hạn chế được rủi ro hạn chế được những cái cái việc mà chúng ta bị bán cổ phiếu đúng đáy đó bán cổ phiếu đúng đáy tín ông sẽ lấy ví dụ luôn đó thì khoảng tầm 9 giờ 30 phút ngày 12 tháng 3 tức là phiên giao dịch bắt đầu vào phiên giao dịch của ngày thứ ba thì tại thời điểm đó thì hùng đang bắt đầu uh, nhận diện thấy dòng tiền chờ mua bắt đầu có giá hiệu dấu hiệu gia tăng trở lại và hết sức là tích cực đó và trong khi thì dòng tiền chờ bán nó bắt đầu thu hẹp dần điều đó có thể có thể cho chúng ta một cái dự báo gì đó là dự báo là gì tức là đây có thể là cái thời điểm mà thị trường sẽ đảo pha xu hướng và các anh chị xem lại tất cả các cái bản tin hoặc là các cái điểm hùng phân tích về cái thị trường đảo pha ấy. Ví dụ như phiên 16 tháng 1, ví dụ như phiên ngày 1 tháng ngày 1 ngày 2 của tháng 11 của năm 2023. Tại thời điểm đó thì chỉ số VN Index ở vùng 1015 điểm và 1015 1030 và tại thời điểm đó thì phân tích là gì? À như vậy thị trường chúng ta có khả năng chuyển pha xu hướng và tại thời điểm đó thì các anh chị không nên bán cổ phiếu ra nữa. Và phiên 9 giờ 30 phút của ngày 12 tháng 3 là một trong những cái phiên đỉnh cao như vậy đó tại thời điểm đó là gì cũng đang nhận diện thấy như vậy thì như vậy là chúng ta có thể dự báo rằng là thị trường của chúng ta sẽ sẽ diện sẽ à, kết thúc cái nhịp điều chỉnh giảm cái thứ hai nữa là chúng ta kết hợp trong cái bản tin phân tích tuần thì chúng ta đã phân tích cái điểm hỗ trợ của chỉ số VN Index quanh vùng 1230 điểm cộng trừ. Và khi mà chỉ số VN Index về đến vùng hỗ trợ kết hợp với dòng tiền chờ mua tăng mạnh thì đó là dấu hiệu gì? À như vậy là ông nào cũng đang nhăm nhăm để mua tại cái vùng đó. Thị trường có khả năng phục hồi và những cái việc chúng ta cần làm là gì không bán cổ phiếu ra lúc này nữa đúng không ạ và ai đang cầm danh mục gì thì chúng ta t cộng t cộng anh chị nhá t cộng chúng ta mua từ 20 đến 30% tỷ trọng của cổ phiếu để gì để làm gì để chúng ta à, có thể à, có, coi như là chúng ta tối ưu hóa trong một cái nhịp đầu tư và ví dụ như ông lấy ví dụ luôn mã cổ phiếu DG đó tí nữa ông sẽ phân tích ở trong danh mục um, của mã cổ phiếu bất động sản nhưng đúng phiên ngày 12 tháng 3 đây các anh chị có đau không ạ đau chứ rất là đau luôn rất là đau và mọi người đây đây chính là cái điểm vào cây đến giờ đầu tiên của phiên giao dịch ngày 12 tháng 3 và cùng với kết hợp với bản tin tuần thì cũng có dự báo là gì DG có thể nó sẽ chỉnh cung về khoảng quanh vùng 26 và các anh chị để ý thấy là nó kết hợp rất nhiều các yếu tố bản tin tuần phân tích dự kiến vùng chỉnh cung 26 kết hợp với dòng tiền chờ mua à, xuất hiện à, ở 9 giờ 30 phút của phiên ngày 10, 12 tháng 3 kết hợp với cái gì kết hợp với chỉ số vn index về đến vùng một nghìn hai trăm ba mươi điểm tại sao chúng ta lại bán cổ phiếu ra đó và những anh chị em bán DG có đủ bán bán đúng bẹn luôn các chị bán vùng 26 26.2 bán bán đúng bẹn luôn và nó nó tuần này nó kéo ngược một phát lên vùng 29. Đau ngay chị 3.000 đồng trên một cổ phiếu đấy. Và chỉ vì chúng ta thiếu hiểu biết chúng ta không có một cái hệ thống phân tích và chúng ta không có một cái tổ đội, không có một cái team đội nhóm và như vậy chúng ta thất bại hết các anh chị chúng ta thất bại hết. Đó. Vậy thì Ờ, tất cả những cái giá trị mà hùng lê chia sẻ với các anh chị ở trên kênh chứng khoán chiến binh đến từng có sóng và trên kênh hùng lê chứng khoán đó là những cái uh, uh, những cái tâm tư tình cảm mà rất là 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 tích cực các anh chị nhé. và hùng cũng mong muốn rằng là ngày càng có nhiều 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 nhà đầu tư cộng đồng nhà đầu tư tiếp cận được những cái giá trị mà hùng chia sẻ trên kênh và ông tin rằng là với những anh chị em nhà đầu tư chúng ta có một cái sổ có một cái bút chúng ta ghi chép lại và chúng ta học những cái gì mà ông đã truyền tải lại thì sau này các anh chị sẽ trở thành những con sói già ở trên thị trường chứng khoán cam đoan với các anh chị luôn đó và ngày xưa là là hùng thất bại rồi và ông cũng trưởng thành lên từ nhà đầu tư và bao nhiêu những cái gọi là khổ đau bao nhiêu những cái mà nó lừa lọc ở trên thị trường mà bây giờ qua hết rồi biết hết rồi và các ông định lừa chỗ nào các ông định chém chỗ nào là tôi biết hết rồi đó và cái câu chuyện là gì chúng ta à, biết rồi và chúng ta chia sẻ lại những cái giá trị đó cho cộng đồng thì đấy là cái 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 quan điểm cái mong muốn của ông lê và cũng rất mong muốn là các anh chị em khi đã tiếp cận được những cái phân tích của cá nhân ông lê thì chúng ta uh, cố gắng học tập và À, vui vui yêu yêu mà à, cảm thấy ok thì chúng ta về đây lập hội giống như hội lương sơn ba các anh chị. quy tụ những anh hùng, những anh tài chúng ta về đây chúng ta chơi với nhau đúng không ạ? Với với một góc độ là chúng ta chia sẻ uh, win win uh, các anh chị chiến thắng, hùng chiến thắng và tất cả những cái gì muốn làm được đó là gì để lại một cái giá trị sau này. Không không chỉ là những cái bản tin này là các anh chị xem đâu có thể sau này là các con cháu của anh chị xem. Đấy rồi tất cả những cái người đằng sau họ xem và họ sẽ họ sẽ sẽ ngẫm lại xem à ngày xưa cái ông này ông nói nó đúng hay là nó sai ví dụ như vậy thì đó sẽ là ở những cái giá trị rất là lâu dài các anh chị. thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào bản tin phân tích tuần từ ngày 18 đến ngày 23, 22 tháng 3 thì nội dung như vậy thôi. Bộ ba tham số chung của thị trường phần thứ nhất chúng ta sẽ view lại ở phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi view ở các cái nhóm rất là cơ bản đối với anh chị em nhà đầu tư nhóm trụ bất động sản, khu công nghiệp, nhóm thép, nhóm ngành đầu tư công, nhóm ngành bất động sản dân cư, nhóm ngành chứng khoán và có thời gian thì có thể là view phụ thêm nhóm ngành dầu khí, đó và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm thì như vậy thôi tất cả những quan điểm mà phân tích trên video mang quan điểm cá nhân Hùng lê chính vậy anh chị em nhà đầu tư của chúng ta sẽ cân nhắc uh, trước khi mà chúng ta xem và trước khi chúng ta áp dụng nôm na nó là như vậy để các anh chị để chúng ta uh, happy chúng ta vui vẻ đúng không anh chị rồi ở uh, phần thứ nhất thì chúng ta sẽ đi view lại bộ ba tham số chung của thị trường ở trong tuần vừa qua chỉ số vn index tuần từ phiên giao dịch ngày 11 đến ngày 15 tháng 3 thì Nhung đã có phân tích khi mà chúng ta vào phiên giao dịch tuần ở chúng ta có nói đến ở vùng 1.247 đến vùng 1.250 điểm các anh chị đây chính là cái mô hình trong cái mô hình vận hành của chỉ số VN trong mô hình tam giác và đặc biệt là trong phiên giao dịch ngày 11 thì chỉ số VN của chúng ta đánh tương đối là tích cực tuy nhiên đến cây đến giờ kết thúc phiên 11 thì nó có một lực bán khá là mạnh và bắt đầu chúng ta chuyển dịch sang phiên giao dịch của ngày 12 thì đó như cũng đã có phân tích rồi mẫu chốt của bản tin tuần này các anh chị lưu ý phiên giao dịch của ngày 12 9 giờ 30 phút của ngày 12 tháng 3 tất cả mọi thứ nó đều chuyển dịch theo, theo, một cái hướng rất là tích cực và cây đến giờ đầu tiên thì chỉ số VN Index của chúng ta có test về vùng 1233 điểm và sau đó có sự phục hồi và các cây đến giờ tiếp theo thì chỉ số VN Index bật lại được ở vùng 1240 và kể từ đây thì như vậy là Hùng đã có lần lượt phân tích các anh chị trong các bản tin hàng ngày và chúng ta đưa được đến lên cái target của chỉ số VN Index về ở khoảng quanh vùng 1275 đến khoảng quanh vùng 1280 và trong phiên giao dịch của ngày 14 và đặc biệt phiên ngày 15 phía à, ngày 14 kết thúc phiên ngày hôm qua thì cũng đã ra bản tin rồi thì chúng ta có dự báo là gì chỉ số vn index về cơ bản là nó sẽ lấp lại ở vùng 1260 điểm sâu hơn sẽ là vùng 1255 điểm ở đây và rất may mắn và phải nói là hai cây nến giờ hết sức giá trị của chỉ số vn index trong phiên giao dịch ngày hôm nay test về vùng 1255 và đều rút chân lên được và cây đến giờ kết thúc phiên cũng như vậy. Về đến lùi về vùng 1255 và sau đó thì nó rút lại được ở trên vùng 1260 và về 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 mặt kỹ thuật là gì? Tức là biên 1255 1260 và vùng 1265 điểm thì cơ bản là chỉ số VN Index của chúng ta tích lũy thành công ở trong tuần này. Vậy thì phiên giao dịch của ngày thứ hai tiếp theo thì nó sẽ như nào? Khả năng thị trường của chúng ta sẽ có một gáp tăng và gap tăng nhẹ đó thì nó sẽ đẩy chỉ số VN Index lên đẹp thì nó sẽ lên khoảng quanh vùng 1267 đến khoảng quanh vùng 1270. Sau đó thì nó sẽ quay trở về chỉnh cung lấp gáp và điểm chỉnh cung lấp gáp đầu tiên sẽ là vùng 1260. Và điểm thứ hai vì cái điểm này nó kéo hơi gấp nên khả năng là vùng 1260 còn điểm sâu hơn thì chúng ta vẫn phải tính toán mút nến các anh chị nhá mút nến ở đây là gì có nghĩa là vùng 1253 đến vùng 1255 đó các anh chị tức là chúng ta chúng ta vẫn phải tính toán mút nến của cái 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 mút nến mà nó đã test ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay đó cho biên hỗ trợ của phiên giao dịch ngày thứ hai thứ ba tuần tới và với kịch bản sáng thì như vậy là gì test tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy chúng ta sẽ hướng lại vùng cản 1270 và điểm xa hơn sẽ là vùng 1280 đến vùng 1285 bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sang chỉ số VN30. ở chúng ta có tuần giao dịch từ phiên ngày 11 đến ngày 15. Thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi. Điểm mấu chốt là 9 h 30 phút ngày 12 tháng 3. Tại đây thì chỉ số VN30 tiếp tục test vùng hỗ trợ kỹ thuật 1230, 1235. Và có cây nến giờ đầu tiên. Nó lấp lại được 1 phần 2 cái thân nến giảm ở trước đó. Và sau đó thì nó công lại được vùng 1240. Đây là một cái điểm mấu chốt cực kỳ quan trọng để giúp cho ông Lê phân tích. Định lượng thị trường bắt đầu chuyển từ pha xu hướng giảm sang pha xu hướng tăng và từ đây thì chúng ta bắt đầu ở uh, nâng dần người ta ghét và hàng ngày thì hùng đã có phân tích rồi và cái điểm mấu chốt là gì uh, trong phiên giao dịch của ngày 14 tháng 3 thì hùng đã có dự báo uh, gáp tăng của chỉ số vn index uh, vn30 dự kiến sẽ kéo lên khoảng quanh vùng 1275 đến vùng 1277 sau đó nó sẽ đi lấp gáp và cái kịch bản của phiên ngày 14 tháng 3 là diễn cực đẹp luôn và diễn sát gọi là sát nút tất cả những cái gì hùng đã phân tích ở trên bản tin ngày đó là những giá trị hùng mang lại cho các anh chị nhà đầu tư thì bây giờ phiên ngày 15 ở đây đúng không ạ uh, thì hùng đã dự báo là gì xu hướng là gì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở về ở vùng 1.250 điểm ở đây để test tích lũy và chính vì cái điểm ngày hôm nay là chỉ số VN30 của chúng ta về mặt kỹ thuật là nó đóng trên vùng 1250 và nó tận tận 1255 cơ. Đó vượt lên tận 255. Nhưng ở đây nó có các cái điểm test về sát ở vùng 1245. Chính vậy nên khả năng tuần tới nếu thuận tức là VN30 sẽ kéo về khoảng quanh vùng 1260 1265, gáp tăng đầu phiên luôn và sau đó nó sẽ đi lấp cáp và điểm lấp thì nó cứ lấp lần lượt thôi. Dự báo là gì? Vùng 1250 đó, và điểm sâu hơn sẽ là vùng 1245 sẽ test tích lũy thành công ở vùng này và sau khi test tích lũy thành công xong thì như vậy tuần tới khả năng VN30 sẽ hướng về ở vùng cảng kỹ thuật 1280 đến khoảng quanh vùng 1285 đối với chỉ số phái sinh vn 30 f 1 m ở phiên giao dịch từ phiên giao dịch ngày 10, 11 cho đến ngày 15 thì nhung đã có phân tích ở đây này các anh chị lưu ý là khi mà chỉ số vn 30 đúng không ạ f 1 m thì cũng đã có phân tích đến cái vùng 1250 và cái vùng 1250 nó sẽ trở thành cái phân kỳ rất là quan trọng đó và trong trường hợp nếu như mất vùng 1250 thì đương nhiên nó sẽ phải lùi về vùng 1235 và đặc biệt là trong phiên giao dịch ngày 12 thì bắt đầu từ vùng 1235 1233 chỉ số uh, phá sinh bắt đầu có một sự xoay chuyển ở đây và kể từ đây thì như vậy là chúng ta phân tích gì ạ? một sóng lên và sóng lên đó các cái target hàng ngày thì cũng không có nhắc lại và maximum mà chúng ta có dự báo lên được đến đó là vùng 1275 đến vùng 1280 đây là cái vùng cảng kỹ thuật và trong tuần thì nó đi lên được khoảng vùng 1273 và trước khi mà chạm được 1273 thì chỉ số phá tinh của chúng ta bắt đầu có lực chính cung. Xét về cái góc độ tạo lập ở trong phiên giao dịch của ngày hôm nay tức là ngày 15 tháng 3 thì Nhung đã có phân tích trong phiên giao dịch khi mà chúng ta vào phiên giao dịch ngày 15 á thì chúng ta tiếp tục nói đến cái điểm hỗ trợ kỹ thuật 1250 sau đó thì vùng cảng kỹ thuật 1260 và uh, trong phiên thì cũng có phân tích uh, lại cái điểm hỗ trợ kỹ thuật 1250 và cái điểm này bị phá thì cũng có dự báo đến một cái điểm đó là vùng 1244 đến vùng 1246 sẽ quay trở về đây test cung tích lũy và um, khả năng thì nó sẽ bắt đầu đảo long đây các anh chị nói có sách mách có chứng thì đây 13 giờ bạn hạ 13 giờ 28 phút hôm nay thì như vậy là phái sinh đây phái sinh ví dụ phiên sáng này đây các anh chị phiên sáng thì cũng đã uh, có cái sự phân tích đó đây lùi lại 1250 và đây là lực lực sọc tương đối mạnh nên khả năng là cái điểm này nó sẽ không giữ được mà phá sinh sẽ lùi về vùng 1244 đến vùng 1246. Và phiên chiều thì tại 13 giờ 28 phút thì phá sinh đang chạm về vùng 1243 và khả năng đảo long nhẹ ở vùng hỗ trợ này. và đầu phiên chiều sọc như vậy là tương đối và sau đó thì cũng có tiếp tục bắt đầu long lên 1250 và chốt phiên. Đây trong một cái kịch bản tích cực đó là gì? Long về đó, long về vùng 1255 sau đó chỉnh cung ở vùng 1248 1250 và tiếp tục uh, tiếp tục thành công và tiếp tục long nhịp cuối. Thì các anh chị để ý thấy là uh, phá sinh của ngày hôm nay đó, và sau khi mà nó 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 nó, nó long lên nhịp một đó thì nó lại chỉnh một phát này, đó về lại vùng 1248 luôn. Đó, 1245 1248 này. Nó lên lần lần này xong nó chỉnh lại lần hai và ở uh, đây là long tập cuối và với góc độ kỹ thuật của phá sinh như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì? ở phiên 1265 1260 ở đây thì đang là vùng cản kỹ thuật và khả năng dự báo về về mặt xu hướng nó là gì Uh, VN30F1 chỉnh về quanh vùng 1250 điểm sâu hơn sẽ là vùng 1245 1244 và 1243 ở đây tức là gì? Uh, có gáp tăng và sau đó nó cần phải lấp lại và nó phải kiểm định lại ở uh, các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đã test ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay uh, test tinh lý thành công, mục tiêu ở vùng 1270, 1275 và vùng 1280 đối với phái sinh ở trong tuần tới là hoàn toàn khả thi và trong tuần tới thì uh, thị trường của chúng ta sẽ đáo hạn phái sinh tháng, chính vậy nên là cũng khá là khó để chúng ta uh, dự báo những cái thiên hướng về đường dài Ờ, chính vậy nên là hàng ngày thì như cũng đã có phân tích rồi hùng sẽ có một bản tin ở phân tích bộ ba tham số chung thị trường và các anh chị của chúng ta sẽ tiếp tục xem và bám sát các cái nội dung phân tích đó rồi và chúng ta sẽ bắt đầu đi vào nội dung tiếp theo của bản tin tuần phân tích view ở các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng MWG ở trong tuần thì có dự kiến vùng chỉnh mục tiêu ở vùng 47 và các anh chị lưu ý uh, mẫu chốt vấn đề của chúng ta là xoay chuyển về phiên giao dịch ngày 12 tháng 3. Tại đây thì như vậy MWG có điểm test ở vùng 45.7 đến vùng 46 và bắt đầu có sự phục hồi. Uh, target tuần dự kiến sẽ quay lại vùng 50 nhưng trên thực tế nó về đến vùng 49 và nó đã bắt đầu chỉnh cung. Tuần này nó lại tiếp tục test lại đây đó chính là điểm test 46.5 đến quanh vùng 47 và các điểm test này thì theo quan điểm kỹ thuật của cá nhân Hùng Lê là cơ bản thành công. Ở mục tiêu tuần tới thì chúng ta lại tiếp tục ngắm vùng 49 và điểm xa hơn sẽ là vùng 50. MSN là một mã cổ phiếu đánh dài gom dài và hiện tại thì về cơ bản là trong tuần MSN đã đạt được cái target kỹ thuật rất là mắc ở khoảng quanh vùng 82. Với điểm hỗ trợ kỹ thuật tuần hùng có dự báo ở đây là điểm 1 thì test về vùng 78 và điểm 2 thì test test về vùng 76 đến khoảng vùng 76.5. Thì như vậy là các anh chị nhìn thấy là phiên giao dịch ngày 12, ngày 11 và ngày 12 thì San đã test về đúng điểm hỗ trợ và long nhịp 1 sau đó hai cây nến hai cây nến giờ kết thúc phiên của ngày hôm nay là hai cây nến hai cây nến giờ hết sức là giá trị khi nó tiếp tục uh, test thành công ở vùng 76.5 và kết thúc phiên ở vùng 78.5 khá là ổn như vậy tuần tới nếu có nếu có chỉnh thì nó sẽ chỉnh loanh quanh ở khoảng quanh vùng 77 các anh chị khoảng quanh vùng bảy tức là có thể nó có, sẽ có một nhìn nhú này nữa thì các anh chị có thể gom thêm và mục tiêu thì ở vùng 82 đến khoảng vùng 84 thì các anh chị có thể canh để chúng ta gì chúng ta chốt bớt Vinamilk ở trong nhịp này thì nó chưa thực sự được khỏe khoắn cho lắm, đúng không? Trong tuần thì dự kiến chỉnh nhịp 1 vào 5 và dự kiến chỉnh nhịp hai là vùng 68.5. Thì khi mà về đến cái phiên giao dịch ngày 12 thì nó có nhịp lực hồi lên vùng 70.5, tuy nhiên là nó không đủ lực để bứt thoát qua vùng 70.5 và hai cây nến ngày của phiên ngày 14, 15 thì nó hơi đuối và như vậy tuần tới thì xu hướng nó sẽ chỉnh về ở khoảng quanh vùng 68.5 và tại đây thì cũng sẽ phân tích thêm về mặt thiên hướng kỹ thuật cổ phiếu G uh, cũng uh, là một mã cổ phiếu rất là hay và ông đã có phân tích để giới thiệu với anh chị em uh, cộng đồng nhà đầu tư ở biên 61.8 đến 61.8 đến vùng 62.5 và trong tuần thì nó đã có một cái điểm nữa ở uh, test về vùng 61.8 đến vùng 62.5 uh, bắt đầu hoàn thành được cái target 1 ở vùng 64.5 và sau cái target một đó thì như vậy là cổ phiếu bắt đầu có điểm chỉnh và cái điểm test tích lũy này thì cơ bản theo quan điểm của hùng cũng khá là thành công tuần tới sẽ quanh vùng 63 tích lũy thành công thì như vậy là tiếp tục vùng 64 và điểm xa hơn sẽ là ở 64.5 và điểm xa hơn sẽ là vùng 66 cổ phiếu BVH cũng là một mã cổ phiếu trụ được lọc ra và phân tích ở trong nhóm này thì sau khi mà nó đạt mắc được ở vùng 45.5 thì hiện tại là Uh, trong tuần này thì nó đang chỉnh cung và phiên giao dịch ngày 12 thì nó test về vùng 43 có sự phục hồi tuy nhiên là cái sự phục hồi này thì không đạt như kỳ vọng nên là nó lại đang um, nó lại đang quay lại đây là những cái điểm quay lại của phiên giao dịch ngày 14 và ngày 15 dự kiến tuần tới sẽ test lại vùng 43 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 42.5 tạm thời thì ở uh, BVH sẽ lùi lại tích lũy ở hai điểm này Uh, nói chung BVH là chúng ta đánh dài gom dài nên là cái câu chuyện mà nó quay trở về sau những cái nhịp kéo rát thì nó quay về chỉnh cung lắp cáp. Đó là một cái chuyện hết sức là bình thường. Các anh chị không phải lo cái gì cả. Uh, cổ phiếu VIX. Đối với VIX ở trong tuần uh, cũng có một cái điểm rất là hay. Thứ nhất là gì? Vùng hỗ trợ kỹ thuật 44 đến vùng 44.5. Đúng phiên giao dịch của ngày 12 đó các anh chị. Đó thì như vậy là các anh chị thấy rằng là khi mà chúng ta chạm hỗ trợ thì chúng ta đừng có bán cổ phiếu ra nữa và chúng ta có thể mua thêm và tại thời điểm 12 đây các anh chị mà đánh T cộng là chúng ta mua ở quanh vùng 44 và chốt ở vùng 46.5 đến vùng 47 là như vậy ngon rồi và bây giờ phiên kết tuần thì nó là hơi xấu nó có nhịp đạp này nên là tuần tới nó sẽ lùi lại 44 còn điểm sâu hơn thì có khả năng uh, đây là một cái nến bất thường nên chính vậy nên là chúng Hùng sẽ cần thêm dữ liệu của phiên giao dịch của ngày thứ hai để đánh giá tại vùng 44 còn điểm sâu hơn có thể là vùng 42 43.2 đến khoảng quanh vùng 43.5 cổ phiếu Vinhome ở đây đó phiên ngày 12 và bản tin tuần thì chúng ta có uh, dự báo với vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở quanh vùng 42.4 test tích lũy thành công thì chúng ta sẽ hướng lên vùng 44 và trong tuần thì lên được vùng 43.8 và nó lại có một cái nhịp sọc này nhịp sọc phiên ngày hôm nay bị mất vùng 42.5 đến khả năng tuần tới nó sẽ chỉnh cung lại khoảng quanh vùng 41.8 đến khoảng quanh vùng 42 tại hỗ trợ này thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích chúng ta đánh giá thêm Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp các anh chị và đây là một sóng ngành, các anh chị lưu ý đây là một sóng ngành mà mình tiếp tục khuyến nghị uh, cho cộng đồng nhà đầu tư cũng như anh em uh, trong tim Hùng chuyển đấu tiếp tục sẽ là một sóng ngành của năm 2024 và vì sao nó lại là sóng ngành của năm 2024 thì các anh chị có thể xem lại các cái nội dung bản tin phân tích uh, cũ các anh chị nhé, cũng không còn nói lại. <laughs> KBC Ờ, đối với mã cổ phiếu này thì Hùng đã phân tích và Hùng chuyển tải thành một cái bản tin riêng, một cái bản tin riêng về phân tích về mã cổ phiếu này. Các anh chị có thể xem lại các anh chị nhé. Thì đối với trong tuần vừa qua thì thứ nhất là điểm chỉnh cung dự kiến kỹ thuật thứ nhất đó là vùng 30, uh, 31... 32.7, anh chị 32.7 và phiên giao dịch ngày 11 nó bị mất vùng 32.7 và đến phiên giao dịch ngày 12 thì như vậy là nó test cung uh, tích lũy ở vùng 32. Tại đây thì nó có một cái nhịp long khả là tốt, tích cực uh, vượt lên và đạt cái target mục tiêu ở vùng 34, trên vùng 34 thậm chí có thời điểm là đạt đến vùng 35. Và sau đó thì KBC uh, bắt đầu có một cái nhịp chỉnh cung và vùng gom uh, mục tiêu dự kiến của cá nhân Đồng Lê tiếp tục đặt ra đối với anh chị em. Đó là gì? Đó là chúng ta sẽ tiếp tục ở khoảng quanh vùng 32 đến vùng 33 và phiên ngày hôm nay thì chúng ta có một cái điểm khá là sát ở vùng 33.05. Hai cái nến giờ rút chân như vậy là khá là tích cực nên tuần tới uh, nếu nếu mà yếu thì cổ phiếu nó cũng chỉ test về lại dự báo là nó sẽ test lại về quanh vùng 33 và KBC thì trong năm 2024 sẽ là một mã cổ phiếu theo quan điểm cá nhân của mình là sẽ rất là mạnh uh, chính vậy nên là chúng ta sẽ thu gom thêm và mục tiêu ở trong ngắn hạn tiếp theo nó sẽ hướng về vùng 36 Cổ phiếu ITA thì nó hơi đuối, hiện tại thì chưa có lực. Tuy nhiên khi KBC mà đánh thì ITA khả năng cũng ra cũng sẽ có những cái điểm khá là tích cực thôi. Ngắn hạn ở vùng 6 đến vùng 6.2 cổ phiếu ITA quay và xe quay xong thì căn cứ tín hiệu dòng tiền thủng cản trên hay là thủng hỗ trợ dưới thì chúng ta sẽ phân tích tiếp. SZC là một triệu phẩm và với cổ phiếu SSC thì trong các bản tin tuần cũng như trong các cái nhịp phân tích thì cũng luôn đánh giá rằng đây là một cái cổ phiếu rất là hay. Khuyến nghị anh chị em nhà đầu tư chúng ta cầm dài gom dài. Ở trong tuần thì cũng có phân tích ở vùng 42 42.5. Đây các anh chị vào phiên giao dịch ngày 12 thì nó test ở lanh quanh 43 thôi. Hoàn thành cái target mục tiêu ở vùng 45 và thậm chí là chúng ta tiếp tục hoàn thành cái target mục tiêu ở vùng 46.5 đến vùng 47. Chạm 46.5 thì nó bắt đầu chỉnh cung cây nến kết thúc phiên ở à, cây nến giờ kết thúc phiên ngày hôm nay là một cây nến giờ hết sức là giá trị trước đó là một cây nến doji và sau đó một cây nến hammer và nó lấp hết lại tất cả ba cây nến giảm trước đó và nó test thành công ở ngưỡng 44 nếu mà như vậy thì tuần tới nếu có chỉnh cung thì nó cũng chỉ lanh quanh ở khoảng quanh vùng 44 thôi các anh chị và mục tiêu ở trong nhịp này tiếp tục tiến đánh vùng 46.5 đến vùng 47 và sau đó sẽ hướng lên cản 48 nói chung SSC ở nhịp này mà lên khoảng tầm 5x đấy là trong tầm tay trong tầm tay các anh chị nhé nên là chúng ta cứ theo trend để chúng ta bám theo trend để chúng ta phân tích thôi IDC cũng là một siêu phẩm mà được uh, cá nhân đồng lê lọc ra ở trong nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp uh, với góc độ kỹ thuật tuần thì như đã có phân tích ở đây vùng 56.5 đến vùng 57 là vùng hỗ trợ đấy các anh chị này mút uh, mát đến vùng 57 luôn sau đó thì piu đấy và điểm phiên ngày 12 đó các anh chị bán cổ phiếu đúng phiên 12 đó 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 chính là những cái 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 cách mà nhà đầu tư chúng ta không hiểu được thị trường chúng ta không hiểu được cái thị trường nó vận hành như thế nào đó. và chúng ta bán mua bán tùm lum thôi đó và tại cái chân sóng ngày 12 này thì nó rất là ok và từ đây thì mua đi múc đi các anh chị đó và từ đây chúng ta lên nó chạm được cái vùng target 60 nó chỉnh cung nhẹ nhàng vùng 59 rồi bắt đầu nó lại công target vùng 62 và hiện tại thì nó lại đang chỉnh cung lại rất nhẹ nhàng ở vùng 60 đến khoảng vùng 59 Khả năng với xu hướng hiện tại của tuần này như thế này thì như vậy là gì? Tuần tới nó sẽ tiếp tục uh, test ở vùng 59 đến khoảng quanh vùng 60. Uh, test đi thành công thì như vậy là uh, hùng sẽ tiếp tục nâng cái target của cổ phiếu này lên ở khoảng quanh vùng 62. hai uh, mắc mắc hơn thì có thể lên vùng 63 nhưng tạm thời chúng ta sẽ hướng về khoảng quanh vùng 62 đã. Rồi. VGC cũng là một mã cổ phiếu mà uh, được cùng lọc ở trong cái nhóm này. À, các anh chị siêu phẩm của các anh chị đánh rất tích cực luôn. Đây. Vào tuần thì chúng ta vào phiên giao dịch ngày 12 đẹp như thế này và chia buồn với rất nhiều anh chị em nhà đầu tư bán cổ phiếu đúng khoảng tầm 10 giờ ngày 12. Rất là chia buồn các anh chị. Các anh chị bán đúng đáy luôn, bán bán đúng bẹn luôn. Đó à, trong khi thì Hùng Lê khuyến cáo với nhà đầu tư là chúng ta không bán mà chúng ta mua. Ai có cái gì thì mua cái đấy, mua vào, mua thêm vào, mua mua mua. Ai lại bán vào lúc đấy? đó tức là chỉ cần một cái tư duy như vậy là đã 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 đã, đã thay đổi cái cục diện của các anh chị rồi thay đổi tài khoản rồi thay đổi tư duy thay đổi phương pháp đánh thay đổi đủ các thứ luôn đó và bây giờ thì như vậy là gì trong tuần thì hoàn thành target vùng 57.5 ở đây cây đến giờ này là cây đến giờ hết sức là tích cực nên khi mà vượt qua vùng 57.5 thì bao giờ như vậy hùng sẽ dự báo là gì nó sẽ chỉnh cung nó sẽ chỉnh cung test tích lũy và các anh chị để ý thấy là đây các anh chị ba bốn năm cây nến nó test và nó test tất nhiên là nó test khỏe nó test về vùng năm tám nhưng nó không test đến vùng năm bảy năm và cây nến giờ hai cây nến giờ này là hai cây nến giờ cộng uh, anh cộng em uh, rất đẹp anh cộng em rất đẹp và với việc mà anh cộng em như thế này rồi thì như vậy là vùng 59 sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật của tuần tới có cùng lắm thì nó chỉ về đến vùng năm tám thôi và khả năng test tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là gì target tiếp tục ở vùng sáu ba năm đến khoảng vùng sáu nhóm ảnh mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo sóng ảnh đi tâm phân tích tiếp theo đó là sóng thép thì đối với thép thì hùng vẫn tiếp tục định hướng đây là một sóng ảnh của năm 2024 và vì sao thì các anh chị xem lại các bản tin tuần cũ HPG dự báo ở đây à, sau khi mà nó break lên thì như vậy là gì nó phải quay lại nó test đây các anh chị này đó, nó kéo từ băng 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 lên này không kéo được luôn đâu đó cùng lắm thì ông kéo lên được khoảng vùng 31 đến vùng 32 thì kiểu gì nó cũng chỉnh cung thôi chứ ông có sức đâu mà chạy vào đây các anh chị tuần này nó bắt đầu nó thể hiện cái gì test đây thế thì lại xoay chuyển lại đúng phiên ngày 12 đấy các anh chị bán điểm này ít nhất là bán điểm này thì có thể là về đến điểm này thì các anh chị bảo ừ thì đằng nào tôi bán điểm này thì về điểm này nó chả bằng nhau nhưng mà tách sẽ lên đến điểm này có khi lại fomo đó nên là đây là hỗ trợ phiên ngày 12 là hỗ trợ tất cả mọi thứ đều quy tụ về phiên giao dịch ngày 12 hồi phục lên, dự báo về vùng 31.5 nhưng trong tuần thì nó đi được sát vùng 31 và nó lại quay trở về nó chỉnh cung test nền Ở phiên ngày hôm nay thì rất tiếc là HPG không đóng được ở cửa cao nhất phiên và đây một cái nến giờ nó hơi đuối. Chính vậy nên là tuần tới thì nó sẽ tiếp tục vùng 30 còn điểm sâu hơn sẽ là vùng 29.5 test tích lũy thành công thì như vậy điểm à, target kỹ thuật thì theo quan điểm của cá nhân Hùng Lê thì nhịp này thì sớm muộn thì thôi thì HPG cũng sẽ đẩy lên vùng 31, 31.5 đến khoảng quanh vùng 32. NKG tích cực đấy các anh chị đây nè, đây đây đâu đây 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 anh chị đó vùng 23.3 vùng 23.5 sao lại bán cổ phiếu ở đây đó kết hợp với phiên giao dịch ngày 12 tiền dòng tiền chờ mua nó tăng ở à mầm thế kia sao lại bán đúng không và sau đó nó phiêu phát lên đây và sau khi mà cái điểm mà nó đạt được cái target kỹ thuật một ở vùng 24.4 bao giờ nó cũng chỉnh cung và đây đây là những cái điểm chỉnh cung cực đẹp này nó test lại vùng 23.8 đến vùng 23.9 sau đó nó long lên này đó, nó long lên cái chị để ý long lên xong thì nó lại tiếp tục này phiên ngày hôm nay nó tiếp tục có điểm ở vùng 24.2 24.24.1 cực đẹp luôn và cái đến giờ kết thúc phiên ở vùng 24.45 như vậy là ok với góc độ kỹ thuật hiện tại như thế này chúng ta sẽ dự báo là gì à, hoa sen à nam kim sẽ tiến lên ở vùng cảng kỹ thuật 25 và bứt được vùng 25 thì khi đó cũng sẽ tiếp tục phân tích các cái target tiếp theo hsg đây Đấy, phân tích cho các anh chị em rất là đạt luôn. Vùng 21.8 đến vùng 22 là biên hỗ trợ kỹ thuật. Đây, như đạt luôn các anh chị, như đạt luôn. Kết hợp với phiên giao dịch của ngày 20 ngày 12 là phiên mà tiền chờ mua vào đấy, kết hợp với hỗ trợ của cổ phiếu Hùng đã phân tích trên bản tin tuần. Kết hợp với VN Index ở vùng 1230 điểm, chả hiểu sao mang hàng ra bán. Rồi, và sau đó thì nó phục hồi lên và đây, bây giờ nó lại tiếp tục nó quay trở lại một cái nhịp chỉnh cung. Thì như vậy là tuần tới lại vùng 21.8 đến vùng 22 Vùng này hỗ trợ cân lên đến trên này Đây thực ra cái target kỹ thuật trục đặt ở vùng 22.8 Mà nó lên được khoảng quanh vùng 2.6 đúng không ạ Đó thì là đây cân này Đây bán này Đây cân đây bán cái Làm như vậy thôi VGS cực đẹp luôn Đây là siêu phẩm các anh chị Và khả năng trong nhịp này VGS sẽ đánh lên vùng 4X VGS sẽ đánh lên vùng 4X Cho nên là gì ờ, Các anh chị mà thu gom được thì thu gom nhé ở đây thì trong tuần Hùng có dự báo cái điểm chỉnh thứ nhất là vùng 24.5, 24.6 và và nó chỉ về đến điểm này nó loanh quanh loanh quanh đây nó tiêu phát lên hoàn thành vùng giá mục tiêu 26.5 thậm chí thời điểm nó đánh lên đến vùng 27.5 luôn đánh đánh rất khỏe luôn và sau khi mà đạt lên đến vùng 27.5 thì phiên kết tuần nó cũng chỉ loanh quanh ở vùng 27 và các cái điểm chỉnh cung đây này các cái điểm chỉnh này là cực kỳ đẹp này không biết là tuần tới thì cũng đang đang mường tượng đang kỳ vọng là không biết là 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 nó có chỉnh được xuống khoảng quanh vùng 25.8. Có chỉnh được đến khoảng vùng 25 không Đây là các vùng mà các anh chị có thể canh chúng ta gom thêm và đối với VGS tại sao ông lại nói là VGS có thể là uh, sẽ sẽ đến uh, sẽ 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 đến ở vùng target 4x các anh chị. Đây các anh chị, bây giờ chúng ta nhìn nhé. Đây là trên chart cái tuần tuần của mã cổ phiếu VGS và đến thời điểm hiện tại thì gần như tất cả các cái vùng cả kỹ thuật của cổ phiếu này gần như hết rồi và lực đánh cực kỳ khỏe luôn đó và với cái, cái cách đi như vậy ấy, thì nó cứ lóc cóc nó đi thôi và cái việc mà 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 VGS quay lại ít nhất là 35 ít nhất là 35 đó hoặc điểm mà nó maximum thì còn nó có thể hoàn toàn nó có thể đánh vượt đỉnh hoặc là chạm đỉnh là vùng 40 thì hai cái target này là hai target dự báo sớm à, tuy nhiên là trên cái đường đi thì ông sẽ tiếp tục phân tích à, trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư cổ phiếu TLH thì um, vẫn như vậy thôi. Thứ nhất là vùng cảng kỹ thuật ở đây vùng 8687 này. Ở trong tuần thì nó cũng khá là tích cực đúng không? Đây, phiên giao dịch ngày 12 nó test đúng cái vùng hỗ trợ quanh 8. Đấy, quanh 8 và sau đó thì nó lại tiếp tục đánh lên vùng cảng kỹ thuật 8.5, 8687 và trong ngắn hạn thì ở đây là vùng cảng kỹ thuật nên là nó cũng sẽ mất thời gian đấy các anh chị. Và khi có thể khi chạm về đây thì như vậy là gì? Cổ phiếu nó sẽ chỉnh cung. Tuần tới thì vùng hỗ trợ 8.2, 8.3 tích lũy thành công thì như vậy là mục tiêu mục tiêu trong ngắn hạn thì vẫn là 8.6 8.7 thôi nhóm ngành mà sẽ đi phân tích cho các anh chị tiếp theo đó là nhóm ngành đầu tư công và đây cũng là một sóng ngành định hướng của năm 2024 và vì sao lại định hướng thì chúng ta cũng vui lòng xem lại các bản tin phân tích tuần cũ vùng không nhắc lại KSB là một mã cổ phiếu chuyên về đá các anh chị mỏ đá thằng này là coi như đào đất lên để bán đào đá lên để bán rất ngon và với cái câu chuyện mà chúng ta uh, tiếp tục giải ngân vốn đầu tư công rồi uh, các cái câu chuyện mà năm 2024 khả năng chính phủ cũng sẽ rất là là sát xa sao cái 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 câu chuyện về đầu tư công để cải thiện GDP, để cải thiện hạ tầng đường xá, giao thông, cầu cảng bến cảng và đủ các thứ, đều đủ các cái thể loại các anh chị nhé Đó. Và uh, KBC thì là một cái mã tạo lập tích cực và rất là hay. Đây, ok các anh chị, phiên giao dịch ngày 12 các anh chị bán đúng đấy. Uh, bán xong thì ngồi tiếc đúng không ạ Chị, uh, ngồi tiếc tiếc làm gì nữa đúng không ạ và từ uh, từ đây từ cái vùng tích lũy kỹ thuật ở vùng 25 như cũng đã có phân tích dự báo tuần này sẽ chỉnh quanh vùng 25 à, uh, target một ở vùng 26 sau khi hoàn thành vùng 36 thì cổ phiếu tiếp tục uh, công lên vùng 27 và trong phiên giao dịch ngày hôm nay phiên ngày 15 thì cổ phiếu đã đạt lên đến vùng 27 và cũng như ở bên này trong phiên giao dịch ngày 4 ở ngày 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 4 ngày 4 tháng 3 thì như vậy là gì uh, nó chạm đến vùng 27 thì nó cũng bị diện nó bị chỉnh cung trở lại thì ở đây nó cũng đang bị như vậy Vậy thì chúng ta hiểu được là à như vậy đến cái vùng 27 rồi đừng có mua nữa. Đúng không ạ? Tại sao chúng ta lại mua? Bởi vì đấy là vùng cả thì chúng ta đừng có mua nữa. Tuần tới khả năng đây là những cái điểm mà nó rút chân lên này khá là đẹp này, bản chất là cái nến này nó kéo khá là rát, nên là đây là đang những cái điểm rút chân thì khả năng tuần tới kỳ vọng đẹp sẽ ở khoảng vùng 25.8 đến vùng 26 nó test tích lũy thành công thì như vậy chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên vùng 27. PLC thì chuyên về nhờ đường và trong ngắn hạn thì PLC cũng chưa có nhiều các cái điểm về mặt kỹ thuật là 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 xa sao. Thì như vậy là trong tuần vừa qua, đấy, đây phiên giao dịch ngày 12 đấy các anh chị này, các anh chị bán đúng cái điểm đáy luôn đấy nhé, Đó là vùng 31.4, từ đây thì như vậy là cái target mục tiêu mình có đặt đến với PLC trong tuần là lên đến vùng 33 và nó lên được vùng 32.7 thì nó đang tích lũy dập dìu chỉnh cung ở đây. Và các cái điểm tích lũy ở vùng 31.8 đến vùng 32 tương đối đẹp, cây nến giờ kết thúc phiên là một cây nến giờ hết sức giá trị. Các anh chị, đây là một cái nến giờ hết sức giá trị. Và với cái nến giờ này thì như vậy là chúng ta tiếp tục kỳ vọng là gì? À, sang tuần thì như vậy là PLC nó sẽ tiếp tục xây uh, các cái cây nến giờ. Tiếp theo, uh, vượt lên vùng 30 mươi mấy đây này, 32.8 này rồi dần dần lên vùng 33. Và trong một cái kịch bản lạc quan đẹp thì như vậy là chúng ta sẽ hướng tiếp theo cái target kỹ thuật của em này sẽ về ở vùng 33.5 đến khoảng quanh vùng 34. VCG ở trong ngắn hạn thì dòng tiền cũng chưa nhiều nó có lên, tuy nhiên là dòng tiền chưa nhiều chính vậy nên là nó phải túc tắc từ từ. Thì đối với VG v, VCG á, thì trong tuần thì cũng như đã có phân tích ở đây. Thứ nhất đó là gì? Khi mà cổ phiếu này bị mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 24.3 thì như vậy là nó sẽ gì? Nó sẽ lùi tiếp theo và cái điểm lùi kỹ thuật của 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 cổ phiếu này ở trong tuần chúng ta có phân tích ở vùng 23.9 khá là đẹp và đặc biệt là trong phiên giao dịch ngày 12 tại đây là không bán cổ phiếu ra nữa và ít nhất thì như vậy là hùng đã bảo vệ được cho anh chị là gì ừ ít nhất là tại đây thì không bán nữa tôi cầm lại thì ít nhất là bán ở trên này thì nó vẫn có lợi hơn ở đây đúng không anh chị đây nó bán lợi hơn đó và sau đó thì cổ phiếu hoàn thành cái target một ở vùng 24.8 tám phía ngày hôm hôm nay ở à, phía ngày 14 15 thì về cơ bản nó đạt được cái target kỹ thuật này sau cái target hai mươi thì đương nhiên rồi cản thì nó phải chỉnh nó phải nghỉ ngơi làm một tí và cái điểm nghỉ này lại rất hay này 24.3, 24.45 24.3, 24.45 à, Tại đây thì nó long nháp nhịp một rồi Và có thể nó sẽ sọc lại nhịp hai Thì như vậy tuần tới Đây là biên hỗ trợ kỹ thuật và kỳ vọng test tích lũy thành công Mục tiêu ở trong ngắn hạn Thì đối với VCG ở vùng 25.4 Đến khoảng quanh vùng 25.5 FCN cũng đã phân tích thành một bản tin riêng Và với mã cổ phiếu FCN Thì quan điểm cá nhân cũng là đánh giá ở Trong thời điểm hiện tại là cực nét, cực đẹp Ok và điều đó nó cũng thể hiện cho cho anh chị thấy là trong tuần thì nó test cực ok luôn ở vùng 15, 15.2 Và đồng thời nó hoàn thành cái target tuần ở vùng 16.5 Đó các anh chị, đó Vì sao mà nó đẹp thì cũng đã chuyển tải cho các anh chị một cái bản tin riêng Nó đẹp như thế nào thì các anh chị cứ vui lòng xem lại bản tin đó Mục tiêu ở trong tuần tới nếu mà test thì test nhẹ nhàng ở vùng 15, 8 đến vùng 16 Test tích lũy thành công, target tiếp theo của FCN sẽ hướng vùng 17 LCG hiện tại dòng tiền tốt tích cực và với cách đánh của LCG cũng rất là happy Trong tuần thì như cũng đã có phân tích dự báo ở đây Thứ nhất đó là gì LCG có thể là nó sẽ chỉnh cung về khoảng quanh biên 12.8 đến biên 12.9 ở đây Thì các anh chị để ý thấy là gì Trong phiên giao dịch của ngày 11 á Ngày 11 á và ngày 12 À, ngày 11, ngày 12 thì các anh chị để đấy, dập dìu và những cây nến test nó test đúng ngay mút nến của gì của cái nến cây nến giờ của phiên ngày thứ tao tuần trước và cái dập dìu như vậy và đến phiên ngày 12 tại đây nó có những cái quyết định về mặt cục diện về dòng tiền chính vậy nên là gì không bán cổ phiếu và bắt đầu phục hồi lên hướng lên vùng 14.2 và ở đây thì các anh chị lưu ý này ở khi lên vùng 14.2 tức là cái target kỹ thuật lồng có đạt đến đây thì nó sẽ phải chỉnh và cái điểm chỉnh cung kỹ thuật 13.5 đến vùng 3.6 Dự kiến tuần tới test đi thành công ở vùng này, tiếp tục công 14 14.2 và target tiếp theo sẽ là vùng 14.5. Và trong nhịp này thì LCG có khả năng LCG có khả năng LCG có khả năng tiến về target mục tiêu ở khoảng à, đây các anh chị nhá, khoảng vùng 18 đến khoảng vùng 20. Đây là target xa này, các anh chị hiểu nhá, tức là cái câu chuyện ấy không phải hùng phân tích ở trên chạc quý tuột giờ là ông chỉ nhìn có thiển cận như thế đâu. Đó, trên chart cái thuật giờ là để giúp cho các anh chị nhìn thấy được những cái điểm nào chúng ta có thể thu gom được, điểm nào mà chúng ta có thể gì. Còn trên chart cái thuật tuần đây vùng 12.7 đến vùng 13 là biên mà các anh chị cứ nhấp nhô nhấp nhổm ở đây các anh chị cứ thu gom tích lũy thêm LCG dùng Lê. Và có đếm cái thời điểm nào đó nó lên đến vùng 18 20 hoặc là lên đến vùng 22 thì khi đó các anh chị inbox lại cá nhân Hùng Lê giúp Hùng Lê để Hùng Lê nhớ lại được những cái gì mà chúng ta đã nói. Đó. Còn trong ngắn hạn ở đây này, đó và target tiếp theo sẽ là vùng 14.5. HHV ở ngắn hạn thì chúng ta cũng chỉ sideways ở trong một biên hẹp thôi và các anh chị đánh T cộng cho cá nhân Hùng Lê nếu đang cầm ở biên hỗ trợ dưới ở vùng 15 15.1 đấy các anh chị, đúng vùng 15 15.1 đấy nhá. Nháp tí thì ít nhất cũng có 15.4 đâu đó được khoảng 1 2%. Rồi tuần tới nó lại 15.1 rồi đâu đó nó lại lên được vùng 15.6 15.7 lên đến đây thì các anh chị chốt bớt. Đó, đơn giản như vậy thôi. Và đối với nhóm ngành đầu tư công các anh chị lưu ý cho Hùng KSB là một FCN là 2 và LCG là 3. Trong ngắn hạn, ba mã cổ phiếu này đang có dòng tiền tốt tích cực và có thể đi sóng dài. Rồi, một nhóm ngành cực kỳ quan trọng các anh chị lưu ý, bất động sản dân cư và đối với nhóm ngành bất động sản dân cư hiện tại đang tích lũy dòng tiền lớn đang tích lũy, dòng tiền lớn đang tích lũy cổ phiếu và khi nào nó tích lũy đủ lớn, đủ ngày, đủ tháng thì nó sẽ nở hoa. Các anh chị lưu ý như vậy và đối với nhóm ngành bất động sản dân cư ở trong thời điểm hiện tại đó sẽ là những cái những cái cái cái, cái tiền đề rất là quan trọng và các anh chị cố gắng. Đấy ví dụ như mã cổ phiếu sale. Như cũng có phân tích cho các anh chị rồi, loanh quanh ở vùng 21 21.3 21.5 nó cái tích lũy dài như vậy á rồi có một ngày rồi nó nhân đôi tài khoản cho các anh chị đấy. Không đơn giản đâu. <laughs> à, đối với sale vùng chỉnh 1 21.3 và vùng chỉnh 2 thì vùng 21 và đúng phiên giao dịch của ngày 12 đây các anh chị như vậy là theo uh, test tích lũy vụ của uh, loanh quanh ở vùng 21.3 và nó đẩy lên vùng 22.3 và maximum thì nó lên được đến cái cản tiếp theo vùng 22.7 đó thế thì tuần này sau một cái cây nến kéo mạnh như vậy á, thì nó đang 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 những cái nhịp test tích lũy trở lại này và tuần tới ở khoảng vùng 21. Đây ông đã ghi rồi, 21.7 đến khoảng vùng 21.9 kỳ vọng cổ phiếu tích lũy thành công ở vùng này thì cái 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 cản tiếp theo nó sẽ ở khoảng vùng 23.5 đến vùng 23.3 đến vùng 23.5, tức là nó vươn lại đúng cái phiên ngày mùng 4, ngày mùng 4 tháng 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 3 đúng không chị, Đúng rồi. Rồi. Cổ phiếu HDG à tích cực Ngay anh chị, tích cực Đấy. sau những gọi là cái sự khủng hoảng thì nó lại bình tĩnh vậy nó đi thôi thì đối với HDG điểm chỉnh một là đây này nếu nhớ không nhầm lùng phân tích ở vùng 28.8 và điểm chỉnh 2 điểm chỉnh 2 thì như vậy là đúng phía ngày 12 luôn đúng phiên ngày 12 thì nó test về vùng 28 đây chính là những cái điểm bên này nó hỗ trợ thì đây cũng là hỗ trợ thôi các anh chị về bản chất là nó chỉ loanh quanh cái đường hỗ trợ này thôi và từ đây thì như vậy là gì à, nó hoàn thành target mục tiêu 30.5 và chính thức đạt 30.5 trên 30.5 hai điểm ba điểm test tích lũy lại vùng 30.5 khá là đẹp như vậy tuần tới trong trường hợp tích cực thì ở vùng 29.3 29.5 test tư duy thành công, mục tiêu sẽ bứt cản 30 và trong nhịp này thì HDG sẽ hướng lên vùng target mục tiêu tiếp theo đó là khoảng quanh vùng 32. HDC phiên ngày hôm nay thì tăng kịch trần và tiếp tục một cây nến hết sức là giá trị của mã cổ phiếu HDC. Thì như vậy đây các anh chị này, trong tuần đúng không ạ? Thì cũng có phân tích cho các anh chị, đấy là vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 29.5 đến vùng 30. Và ới giời ơi, đúng phiên ngày 12, ới giời ơi, ới giời ơi, Đúng không ạ? Đẹp như vậy Đúng không? Các anh chị và các anh chị có thấy tiếc không? Với những cái nhà đầu tư nào họ bán ra ở vùng 29.5 đến vùng 30 Và kết tuần nó nằm ở vùng 33.5 Nó lại khuyến mại thêm cho các anh chị cây nến trần nữa Thì chắc là gọi là lòng đau như cắt ruột ruột gan gì gì, gì đấy nhỉ đó. Đấy. Thì cái này là do mọi người thôi Có gì đâu nhỉ Hoàn thành target mục tiêu 31.9 đến vùng 32 và cây nến CE này là một cây nến rất tuyệt vời. Và sau này, sau một cây nến tuyệt vời như vậy rồi thì chúng ta sẽ cần cái sự chỉnh cung test tích lũy lại. Ở dự kiến ở tuần tới 32.5 điểm sau hơn sẽ là vùng 31.9 đến vùng 32. Sau khi bứt cản thì cổ phiếu sẽ quay trở về test cả, đó là mục tiêu. Và test thành công rồi thì như vậy là HDC nhịp này cũng rất là ổn rồi. Nam Long là một siêu cổ phiếu và các anh chị lưu ý nếu như chúng ta đang cầm Nam Long thì các anh chị cố gắng tích lũy thêm cho Hồng Lê. Còn trong trường hợp nếu mà chúng ta không cầm thì uh, canh các cái điểm mùng phân tích uh, trong cái quá trình chỉnh cung. Ví dụ như trong tuần này đúng không ạ, có phân tích về vùng chỉnh cung 40.8 đến quanh vùng 41 và thực tế đến phiên giao dịch ngày 12 tại cái thời điểm mà dòng tiền nó xoay chiều. Ạ? Đây các anh chị này, thì nó chỉ loanh quanh nó chỉ test ở khoảng quanh vùng 41.8 đến khoảng quanh vùng 42 thôi thì đó sẽ là những cái gì? Ở đó những cái thời điểm các anh chị có thể thu gom thêm. Đó và thu gom xong thì đấy tuần này nó đạt luôn cái target kỹ thuật tuần 45 trên 45. Và nó đang có những cái nhịp chỉnh cung và theo Hùng thì những cái cây nến này thì không biết thật hay giả này, nhưng mà cái điểm tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 43 43.5. Uh, test đi đi thành công thì mục tiêu tiếp theo của cổ phiếu này sẽ là vùng 47 đến khoảng vùng 47.3 KDH cũng là một siêu cổ phiếu và siêu phẩm các anh chị và đến thời điểm này thì KDH cũng đã bay hết tất cả những vùng cản rồi. Thì với quan điểm của cổ phiếu KDH, ví dụ trong cái tuần mà từ phiên giao dịch của ngày mùng 8 đúng không? Thì cũng có phân tích các cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 35.5. Và target của tuần này thì cũng đặt lên là vùng 38 thì các anh chị để ý thế này, phiên ngày là phiên, phiên ngày hôm nay là còn thậm chí là còn đá bay qua vùng 38 rất đẹp và khi nó chạm đến vùng cả kỹ thuật như vậy thì nó sẽ có cái điểm test kỹ thuật tiếp theo và các anh chị cứ điểm test các anh chị mua cho cá nhân đùng lên đó vùng 36.5 hoặc điểm sâu hơn sẽ là vùng 35.5 nhưng thực tế thì khả năng nó chỉ loanh quanh vùng 36.5 thôi đó nó chỉ test ở bởi vì dòng tiền đang vào mà tiền đang vào bất động sản dân cư nên là khả năng nó chỉ test ở vùng 36.5 đến khoảng quanh vùng 37 mục tiêu break cản vùng 38 và nhịp này thì sẽ hướng đến vùng cản 40 Đạt Phương cũng dự kiến là nó cũng sẽ trở thành một siêu phẩm khi mà dòng tiền đánh bất động sản dân cư các anh chị bởi vì con Đạt Phương này khi nó chạy nó cũng phê lắm nó hay lắm à, trong tuần thì cũng có dự kiến chỉnh nhịp một ở vùng 39.5 và các anh chị thấy là Hùng có ghi ở đây là biên 39.5 cộng trừ 0.3 thì như vậy là có thể cái điểm sâu hơn sẽ là vùng 39.2 và tất nhiên là trong phiên giao dịch ngày 12 thì nó có test sát đến vùng 39 nhưng ít nhất là vùng 39.2 nó đẹp như thế này đúng đấy các anh chị bán đúng đáy luôn đau đúng không ạ rồi và sau đó đạt phương hoàn thành cái target một ở vùng 40.5 và đặc biệt sau khi hoàn thành target này nó kéo lên và nó quay trở lại test vùng 40 đây là một cái điểm test có có thể có cây đến giờ này một cây đến giờ siêu phẩm luôn các anh chị nhé nó test về vùng 40 và nó piu phát lên nó cực đẹp luôn và sau cây đến giờ này thì nó lại tiếp tục có một cây nến giờ test thứ hai ở vùng 41 Đấy, tức là nó cứ liên tục kéo lên và nó test lại 1 phần 2 thân nến như thế này. Đấy là điều đó cho thấy là cái cái cách tạo lập của 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 nãi nó rất là ngon. Các anh chị Đạt Phương hay lắm, Đạt Phương nó đánh. Các anh chị cứ yên tâm, Đạt Phương mà nhân đôi tài khoản là bình thường. Các anh chị cứ yên tâm, cầm Đạt Phương nhông lên. Và vùng tuần tới thì sẽ vùng 42 và điểm xa hơn sẽ là vùng 43. Tại đây thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá. DG. Đấy các anh chị bán đúng bẹn chưa ạ? Đúng bẹn luôn, rất đau tại sao mọi người à, tất tất nhiên là những cái nhà đầu tư mà họ xem những cái bản tin phân tích của cá nhân đùng lê thì khả năng họ sẽ không bán ở vùng 26 đâu kết hợp rất nhiều yếu tố và đặc biệt là ở trong room nữa đó thì không ai bán cái lúc mà dòng tiền chờ mua dòng tiền mua chủ động nó quay lại nó ầm ầm thì không ai không ai bán cổ phiếu cả lúc đấy mình chỉ tranh nhau đua cướp cổ phiếu thôi thì ở đây là vùng 26 26.3 26.5 đẹp quá anh chị đây và target một ở vùng 27.5 từ 27.5 thì uh, DG nó lại piêu phát lên đến vùng 29 và các anh chị bán ở vùng 26 uh, và sau đó tuần này nó khuyến mại thêm lên vùng 29 có đau không ạ đau chứ đấy Thế thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là rồi lên đến vùng 29 thì nó bắt đầu nó chỉnh cung ở vùng 28 28.3 uh, dự báo tuần tới tức là cây đến giờ này là một cây đến giờ kéo căng này thì như vậy là khoảng vùng 28 28.3 đó tích lũy lại vùng này thành công thì như vậy chúng ta sẽ tiếp tục phân tích À, phân tích cái target của D, DG là nhịp này là lên lên bao nhiêu nhỉ? Vùng 3 mấy đấy nhỉ? 29 vùng 30. Đất xanh của anh Thìn cũng uh, chưa chạy nổi. Đây, trong tuần dự kiến vùng 17.7 và đúng phiên ngày 12 thì nó test ở vùng 7.4 và ai mà bị rụng hàng đúng ở phiên này thì cũng khá là đau. Sau đó thì đất xanh bắt đầu phục hồi, nó kéo lên được đến vùng target 18.5 và Uh, vẫn là một cái gì vẫn là một cái lời nguyền của cổ phiếu đất xanh ở vùng 18.8 đến vùng 19 và vùng 19.2. Không hiểu về đến đây nó gặp cái dớp gì mà cứ gặp đến đây là nó rụng thế này. Đấy phía này cũng thế, bên này hôm nay gặp đây nó rụng luôn. Thế thì uh, tuần tới ở vùng 10, uh, 10 18. 18 nó khoảng vùng 18.2 test đi thành công. Mục tiêu là vùng 18.8 19 19.2. Novaland ngắn hạn cũng uh, chưa có nhiều động lực, thấy vẫn uh, Thấy vẫn còn nhấp nhỏm, nhấp nhỏm, nhấp nhỏm, nhấp nhỏm, nhấp nhỏm. ok, chúng ta xem nào Đây, vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần, nhưng đã có phân tích ở vùng 16, 16.2 Thì đúng, phiên giao dịch ngày 12 nó test 16, sau đó thì nó bật lên, lên vùng 16.8 Sau đó thì nó lại tiếp tục test cung, như vậy tuần tới ở vùng 16.35, 16.45 Tiếp tục test tích lũy thành công ở vùng này Mục tiêu ở trong nhịp này, bất động sản vào tiền thì đương nhiên con này nó cũng chạy Ít nhất là vùng 17.2 đó vùng 17.2 đến khoảng vùng 17.4, 17.5 này, này Đây là vùng cản kỹ thuật của Nam Long PDR khá là ổn Đây Điểm chỉnh cung kỹ thuật dự kiến ở vùng 27.5 Và phiên phiên ngày 12 thì nó có nhúi qua vùng 27.5 Nhưng về cơ bản là nếu như chúng ta gì Chúng ta mua ở vùng 27.5 27 vẫn thắng Đấy nó pill phát lên đến vùng 29 này đấy ta cái, cái thuật suy soát vùng 29 và đây thì nó lại đang gì nó test tích lũy lại như vậy tuần tới ở đây có hỗ trợ này hỗ trợ này là các bạn đừng có bán này hỗ trợ này là các bạn đừng có bán này hỗ trợ này là bao nhiêu nhỉ bao nhiêu đây ta 27.8 đến vùng 28 test đi thành công mục tiêu à, mục tiêu tuần tới tiền vào bất động sản thì ở vùng 29.5 à, vùng 29.5 đến khoảng vùng 30 dự kiến là sẽ thành công rồi nhóm ngành mà Hùng sẽ đi phân tích tiếp theo đó sẽ là nhóm ngành chứng khoán và nhóm ngành chứng khoán cũng là một trong những nhóm ngành trụ lực đã giúp cho thị trường giúp cho chỉ số VN Index tăng tốt và phục hồi tốt ở trong tuần vừa qua VCI dự kiến chỉnh cung ở vùng 47 điểm sâu hơn sẽ là vùng 46 nhưng các anh chị nhìn thấy là trong phiên giao dịch ngày 12 thì nó lanh quanh ở vùng 48 mục tiêu sẽ đánh lên vùng 50 và cây đến giờ này bứt qua vùng 50 sau khi bước vùng 50 thì như vậy là VCI tiếp tục hướng lên vùng cản 55 và trong tuần vừa qua thì như vậy VCI cũng là một mã cổ phiếu chứng khoán rất thành công. Và sau khi mà chạm đến vùng 55 ở đây thì nó lại tiếp tục hình thành một cái biên, Đó, một cái biên tích lũy này thì không biết là uh, tuần tới ở vùng 51 đến khoảng quanh vùng 52 test tích lũy thành công thì khả năng cao VCI sẽ vượt 55 và đi lên khoảng vùng 57 đến vùng 58. SSI khá là tích cực như vậy là gì đối với SSI này trong tuần thì cũng có dự kiến vùng chỉnh cung kỹ thuật ở vùng 36 36.5 kết hợp với phiên giao dịch của ngày 12 dòng tiền chờ mua bắt đầu quay trở lại và cũng chia buồn với những anh chị em mà bán SSI ở vùng 36 ở target tuần nó hoàn thành ở vùng 38 38.5 thậm chí là có thời điểm đã vượt lên đến vùng 39 rồi và hiện tại đây nó quay trở về chỉnh cung test tích lũy ở vùng 37 7.5 đây là hai cây nến giờ test tích lũy thành công với động thái test tích thành công như vậy, tuần tới nếu có chỉnh cung thì nó cũng chỉ chỉnh về khoảng quanh vùng 37.37.5 loanh quanh ở vùng 37.5 thôi. Mục tiêu sẽ hướng về vùng 39 và cả tiếp theo sẽ là vùng 40 của SSI. HCM đây, đó, vùng chỉnh cung dự kiến một là 28, hai là về 27.5 kết hợp với phiên giao dịch ngày 12 dòng tiền chờ mua đảo pha. Đó thì các anh chị nhìn thấy là từ đây thì cổ phiếu bắt đầu PI phát hoàn thành target tuần ở vùng 29.5 sau đó thì nó chỉnh cung và phiên giao dịch ngày hôm nay cũng là hai cây đến giờ test tích lũy rất thành công ở vùng 28 đến khoảng vùng 28.3 28 đây các anh chị đúng rồi vùng 28 28.3 và với góc độ như vậy đó thì tuần tới khả năng là gì HCM sẽ tiếp tục có một cái nhịp kéo tiếp theo à, về vùng 29.5 khỏe hơn thì sẽ kéo về khoảng quanh vùng 30 VND à, đánh hơi chày chật rồi VND thì dự kiến chỉnh ở vùng 23.2 đúng không nhỉ đó, nhưng mà trên thực tế thì nó về đến phiên ngày 12 tức là nó về đến vùng 22.3 đến vùng à, 2.5 đến vùng 2.6 test tích lũy. Từ đây thì VND hoàn thành cái target mục tiêu ở vùng 24. Suy soát tí nữa thì lên được vùng 24.5 và hiện tại đây thì như vậy là VND đã thực hiện một cái nhịp test thứ hai đó là nó test đã test thành công được về vùng 23.2. Đến vùng 23, trên cơ sở test tích lũy thành công ở điểm này, như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục dự báo VND sẽ đánh lên vùng 24 và điểm xa hơn sẽ là vùng 24.5. FTS không biết là có bao con số không và đến thời điểm hiện tại thì phải nói là siêu phẩm, các anh chị siêu phẩm. Dự báo ở vùng 58, điểm sâu hơn vùng 56 nhưng trên thực tế nó chỉ test ở vùng 60 thôi và hoàn thành target ở vùng 64, phiên ngày hôm nay thì đóng đúng target tuần luôn. 64 đến 64 với hai cây nến giờ phục hồi tương đối là tích cực và với động thái hiện tại như thế này thì khả năng là gì ở tuần tới thì nó sẽ kéo lên vùng 65 và nhịp này vui vui thì như vậy là FTS sẽ kéo lên vùng 70 và nếu không nhầm thì khả năng FTS cũng sẽ về ba con số trong cái hệ sinh thái của anh Bình gồm mã cổ phiếu FTS, FRT và FPT khá là đẹp các anh chị có thể thôi cái này là chơi game chơi vui vui thôi à chúng ta thử khoảng tầm độ nghìn cổ phiếu à nghìn cổ phiếu nó hơi nhiều khoảng tầm 500 cổ phiếu đi ba 30 nó tương đương với khoảng tầm 30 triệu uh, giá vốn để chúng ta thử xem là chúng ta có ăn được về trăm ngàn trên một cổ phiếu không? Đấy. ví dụ như vậy SHS ở đây uh, trong tuần khá là tích cực đấy anh chị đây dự báo là test về quanh vùng 18 và uh, điểm đây này bản chất là trong phiên giao dịch của ngày 12 đúng không khi mà dòng tiền chờ mua bắt đầu quay thì cũng khuyến nghị các anh chị là chúng ta đừng có bán cổ phiếu ra nữa Và SSS thì có một cái điểm test khá là sâu ở vùng 17.4 đến vùng 7 5 Trước khi mà nó phục hồi Ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái sự phục hồi của SSS cũng khá là tích cực khi tuần này Đã tiếp cận đến cái vùng cảnh sát tuần 19.5 đến quanh vùng 20 Khi chạm 19.5 thì SSS lại tiếp tục hình thành được một cái biên uh, Biên tích lũy ở đây là vùng 18.5, 18.7 khả năng tuần tới nó sẽ tích lũy vùng này Tích lũy thành công thì nhịp này thì SSS vẫn còn có cửa để kéo vượt vùng 20 tức là nó sẽ kéo vượt vùng 20 để 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 phô mô cái dòng tiền nhỏ lẻ vào với khá là khỏe các anh chị trong tuần thì với cũng là rất là khỏe luôn và nhưng đã có phân tích này điểm chỉnh cung của VX dự kiến sẽ ở khoảng quanh vùng 19 và các anh chị để ý là trong phiên giao dịch ngày 12 các anh chị và các anh chị bán đúng cái điểm đáy luôn À, bán đúng cái điểm đáy luôn ở quanh vùng 18.5 18.7 ở đây. Đó và sau khi mà cái điểm này nó tích lũy thành công rồi á, thì ở VX đã chính thức à, hoàn thành cái target mục tiêu ở vùng 20.5, thậm chí thời điểm đã đánh lên vùng 21.5. Và khi lên đến vùng 21.5 thì VX lại tiếp tục có điểm chỉnh cung kỹ thuật khá là đẹp ở vùng 20. Và đây đang là những cái nến mà đây đang là những cái nến test theo quan điểm của Hùng là test rất thành công luôn. Như vậy tuần tới nếu nó có chỉnh thì nó cũng chỉ chỉnh về mút mát lại ở khoảng quanh vùng 20.3 thôi. Nó 20.3 20.5 và nhịp này thì VX có thể nó sẽ tiếp tục kéo lên một nhịp nữa ở lên khoảng vùng 22 đến khoảng quanh vùng 22.5 AGR cũng là một pen của chứng nhóm ngành chứng khoán và cũng đánh rất là là tư, tương bừng ở trong tuần vừa qua. Thì dự kiến chỉnh ở vùng 20 nhưng trên thực tế thì nó chỉnh về quanh vùng 20.5 và hiện tại thì AGR cũng đang có cái vùng cản ở trên này là vùng 21.5 đến vùng 22. Trong tuần thì maximum là cổ phiếu đã đạt được max target ở vùng 22 mà chưa lên được đến vùng 23. Khả năng với cái đà hiện tại như thế này, với cái đà hiện tại như thế này, tức là nó đã quay trở về vùng 20.5 và bản thân ở trong hai cây nến giờ kết thúc phiên ngày hôm nay cũng là một hai cây nến giờ hết sức là gì? Hết sức là tích cực khi mà cổ phiếu có sự phục hồi, nên là khả năng tuần tới thì nó sẽ tiếp tục đánh về vùng 22. Đẹp hơn nữa thì về vùng 23. VDS cũng là một siêu phẩm rất là 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 là, 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 là tích cực luôn. Đây các anh chị VDS trong tuần dự kiến vùng chỉnh cung. Đấy, nôm na là vùng 19.8 đến vùng 20 và đúng phía giao dịch ngày 12. Đó, tại thời điểm này thì gì? Đừng có bán cổ phiếu ra nữa các anh chị. Mua. Và nó hoàn thành được cái target vùng 22. Chỉnh cung một phát. Ở đây vùng 21.5, vùng 22 tích lũy hai cây đến giờ quá thành công luôn. Với cách đánh như thế này thì tuần tới chắc chắn nó cản 23.5 rồi. Và thậm chí nhịp này là VDS sẽ hướng về vùng 25. ORS cũng đã chính thức hoàn thành rất nhiều những cái mục tiêu. Đấy. TRS hoàn thành rất nhiều những cái mục tiêu của chúng ta đề ra. Đây các anh chị tuần vừa qua rồi ôi 16.5, 16.7 là hỗ trợ mà sao lại đi bán hả rời. À, ok lại kết hợp với phiên ngày 12 dòng tiền chờ mua mua chủ động quay trở lại đột biến đấy là thời điểm mà thị trường của chúng ta có khả năng đảo chiều pha xu hướng tại sao lại bán là rời kết hợp với chỉ số vn index ở vùng 1.230 điểm là hỗ trợ tại sao lại bán là rời dễ không anh chị dễ chứ nhỉ tất cả những cái gì mà mình mang lại cho nhà đầu tư nó là, uh, là là, là là cực kỳ là sát cực kỳ là sát những cái phân tích rất là sát luôn Ores ở đây này đấy tuần này hoàn thành 17.5 nó tiêu phát xuống 17 này xong kéo lên 18.5 nó lại tả tiếp 17.3 17.5 này và sau cái nhịp trả này đây là nhịp tả rất thành công ở trong phiên ngày hôm nay cực kỳ thành công luôn đó bởi vì nó test đúng cái vùng hỗ trợ này và sau đó thì tuần tới thì 19 thôi khả năng cao là 19 thậm chí vui vui hơn thì nhịp này ORF nó kéo vượt 19 đấy là bình thường bởi vì đoạn này nhóm chứng khoán là nó nó kéo gọi là không có công thức. Đoạn này là nhóm chứng khoán là kéo không có công thức. Bởi vì nó 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 là nhịp sóng cuối mà nên là nó hút cái dòng tiền nhỏ lẻ nó liên tục nó tạo cái sự hưng phấn. Đó và liên tục có những cái biên rất là bất biên rất là mạnh luôn. Và các anh chị đang có thì chúng ta cứ tối ưu hóa T cộng dùng lên. Đó, an toàn nhất là như vậy. CTS dự chỉnh này, vùng 36, đúng không ạ? Điểm chỉnh 2 là vùng 35 và các anh chị ơi, đúng phiên giao dịch ngày 12 nè Thì nó lanh quanh ở vùng 36 thôi Và sau đó thì target tuần ở vùng 40 thì nó lên được đâu đó khoảng vùng 39.2 Thì nó ban, ban, ban tạm dừng Và cái điểm tạm dừng này cũng khá là tích cực Đây là những cây nền test khá là thành công Ở vùng 37, 37.5 đến vùng 38 test tích cực thành công Thì như vậy mục tiêu vẫn là 40, 41 thôi Cổ phiếu MBS ở đây, các anh chị Đây, rồi ok, đây thì như vậy là gì? Vùng chỉnh cung kỹ thuật 1 dự 28 điểm 2 là vùng 27.5. Đây phiên giao dịch ngày 12 đấy các anh chị. Đúng vùng 27.5, dòng tiền chờ mua quay trở lại thì thôi đừng có bán nữa. Mục tiêu đây ngắm về cản 30. Uh, 30.5 và gì? Uh, tuần này thì nó hoàn thành luôn cái target mục tiêu rồi. Và về đến target mục tiêu thì nó cũng có điểm chỉnh này và đây là những cái điểm chỉnh mà rất thành công. Theo quan điểm của nó rất thành công nó test lại vùng 29. Phiên ngày hôm nay thì dự kiến là nó sẽ chỉnh lại ở khoảng quanh vùng 28.5 đến vùng 29 bởi vì cái này nó đã đặt ở đầu phiên đó và nó về đến vùng 29 thôi và nó bật lên thì đây là một cái điểm 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 test khá là là thành công như vậy tuần tới nếu có thì trong trường hợp mà nó có nhún ấy, thì nó có khả năng là nó sẽ nhún về quanh vùng 29 này rồi sau đó mục tiêu đó mục tiêu thì nó lại tiếp tục hướng về vùng 30, 30.5 và thậm chí là điểm xa hơn thì chúng ta có thể ngắm lên ở khoảng quanh vùng 31. OK rồi về danh mục đầu tư thì về cơ bản là các anh chị em chúng ta sẽ tạm dừng ở đây và các anh chị lưu ý này ở những cái mã cổ phiếu mà đẹp á, những cái mã cổ phiếu mà tích cực á, thì cũng đã có nhấn mạnh cho các anh chị rồi ví dụ như là đầu tư công thì các anh chị lưu ý cho hùng KSB P KSB LCG và FCN đó ví dụ LCG ở đây thì ví dụ LCG mà ta dài là hoàn toàn có thể nhịp này có thể về vùng 20 FCN ở trong nhịp này ta dài thì như vậy là nó có thể về đến vùng 22 và thậm chí là lên đến vùng 22.7 đến khoảng vùng 23. Như vậy là up cũng khoảng tầm độ 30 đến 40% kể từ cái thời điểm hùng ra bản tin liên quan đến mã cổ phiếu SCN này. LCG này, KSB. KSB hiện tại là cái mô hình vận động của của KSB cũng đang cực kỳ là đẹp các anh chị, chạm canh xu hướng này và đây nó đang có những cái điểm tích lũy này. Và với những cái điểm tích lũy như vậy thì KSB nếu có thì nó tích lũy ở vùng 24, tức là trong trường hợp xấu hơn ở vùng 24 nhưng mà vừa hướng về một cái 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 điểm mà target dài ấy, thì hoàn toàn là nó có thể quay trở lại ở vùng 38 đến khoảng vùng 40 đó với kb này Sau đó thì mã cổ phiếu KBC KBC cũng đã chuyển tải thành một cái bản tin phân tích riêng rồi và đến thời điểm hiện tại thì cũng đang ngắm thấy được ở uh, những cái điểm tích lũy của KBC cực kỳ là happy ở quanh vùng 29 đến khoảng quanh vùng 30 và sau sau một cái giai đoạn tích lũy thì cổ phiếu KBC bắt đầu có một sự vượt thoát này dòng tiền đang đánh khoảng trung bình từ 60 đến 80 triệu cổ phiếu trên một tuần này là happy này và cái biên uh, biên 32 33 này uh, đó các anh chị cứ lóc cóc mà chúng ta tuần tới mà chúng ta cứ thế mà tiến đánh thôi và trong một cái dự báo về dự phóng về mặt tích cực của cổ phiếu KBC thì cũng có thể dự phóng cái target năm của năm 2024 nó có thể lên đến vùng 50 và thậm chí có thể đánh đến vùng 60 như vậy là chúng ta cũng đã có một dự báo một cái target cực kỳ là ngon sau đó mã cổ phiếu PET này các anh chị lưu ý này PET là hùng cũng đã có phân tích ở trên zoom đây các anh chị PET đây mã cổ phiếu GVR này PET này Đấy, pet này, 20 giờ ngày hôm qua, ngày hôm qua, ngày hôm qua, ngày hôm qua. Đây. Đây ngày hôm qua pet này, như vậy là phiên ngày mai các anh chị vào vị thế Hùng Lê là vùng 27.5 đến vùng 28 nhá. Cổ phiếu này là xếp top cùng với KBC, GVR, Dabaco, DAB, HAH, rất vừa miếng này và chốt lại là pet này 21 giờ 45 phút tối ngày hôm qua. Đấy. Thế thì cái câu chuyện là mã cổ phiếu pet và đến ngày hôm nay này, đây, đây nhá các anh chị nhá, bật đến ngày lên thì các anh chị thấy là cái cây nến ngày này Đấy, điểm sâu nhất của cổ phiếu PET ngày hôm nay là 27.85 và trong cái phân tích dự kiến của ông Lê là vùng 27.8 đến vùng 28. Đây, 20, à, 27.5 đến vùng 28 như vậy là chúng ta cũng đã có gì ạ? Chúng ta cũng đã có những cái biên gom ở dưới giá vùng 28 và kết thúc ở vùng 29.4. T0 lãi luôn các anh chị, T0 lãi luôn. Và đối với PET thì sơ sơ thì khoảng vùng 36 đến khoảng 38. Còn sau đó thì nó đi được đến đâu thì cũng sẽ phân tích tiếp là con PET này các anh chị lưu ý cho con con um, GVC con GVC à IZC à c rồi ok con IZC con này thì um, hiện tại thì nó đang đánh hơi rát rồi nó đang đánh hơi rát rồi nhưng mà khả năng khả năng thì nó vẫn sẽ còn một cái nhịp sóng nữa bởi vì ở uh, đây các anh chị này thông thường là cái con này nó sẽ đánh hai cái sóng rất to sóng thứ nhất này xong đó nó chỉnh này và nó dập dìu để nó đưa được đến cái target sóng thứ hai và các anh chị để ý thấy là khi mà nó vào được đến cái target sóng thứ hai thì đây là một cái điểm điểm phá kênh của target sóng thứ hai thì ở đây các anh chị cũng 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 nhìn thấy một cái mô hình nó hoàn toàn tương tự đúng không ạ đây các anh chị điểm thứ nhất là nó đóng này nó đánh này xong nó chỉnh này và hiện tại thì nó đang gì nó đang 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 ở nằm ở cái điểm gì cái điểm phá sóng nó đang nằm ở cái điểm phá sóng ở đây và tại cái điểm phá sóng này thì như vậy là gì? Chúng ta tất nhiên là nó muộn Muộn so với tất cả những cái vị thế ở dưới này Nhưng có cơ hội, các anh chị muộn nhưng có cơ hội Vậy thì là gì? Bây giờ nó đang kéo như vậy á, thì các anh chị canh chỉnh nhé Tức là có thể là tại cái điểm phá sóng này thì nó sẽ có những cái điểm chỉnh cung và sau đó thì nó hút lên Đâu đó ở khoảng nếu như một cái target chúng ta dự phóng ở khoảng vùng 22 Mà mà nó chỉnh lại, à đây này phiên này nó bắt đầu nó chỉnh này Đấy phiên này nó chỉnh ý chứ, nó chỉnh về vùng 16 này Đó các anh chị hoàn toàn có thể có tức là gì ở vùng 16 đến khoảng vùng 16.5 các anh chị nhá từ vùng 16 khoảng vùng 16 16 năm đây thì như vậy là giả sử chúng ta gom được ở vùng 16 10 à xin lỗi cả nhà 15 5 đến vùng 16 mà nó lên được vùng 22 tức là 6 trên cho 16 chúng ta vẫn có một cái target khoảng tầm 37.5 37.5% phần tức là một cái target ở trong thời điểm này nó khoảng tầm trên 20 phần là ngon rồi các anh chị đấy là đấy là nó đánh vui 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 nó đánh về vùng 20 nhưng mà vui hơn nữa Ờ, trong một ngày đẹp trời nó đánh về vùng khoảng vùng 26 thì sao ví dụ như vậy đấy, nó đánh về vùng 26 thì sao thì 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 chúng ta vui hơn nữa đúng không ạ chúng ta vui hơn nữa và à, chúng ta nhận diện những cái à, những cái sự trong quá khứ để chúng ta nhận diện về một cái tương lai và ở đây thì chúng ta view cho các anh chị ở trên trạc cái thuật tuần à, nói như vậy chia sẻ như vậy để các anh chị bảo là ở ờ, ông này ông ấy xem chạc cái thuật giờ mà ông chém như đúng rồi như thánh sống nhưng không phải đâu tôi đồng xem cả chạc cái thuật giờ chạc cái thuật ngày và thậm chí cả chạc cái thuật tháng các anh chị nhé đó còn 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 view các anh chị ở đây là view cực kỳ gọi là view như thế này gọi là view tỉ mỉ từng điểm hỗ trợ từng điểm kháng cự của cổ phiếu ở trong tuần đấy là view tỉ mỉ các anh chị rồi à, thôi chung quy lại một lần nữa thôi thì um, về góc độ kỹ thuật ở trong thời điểm ngắn hạn thì với cá nhân hùng lê thì hùng đang uh, uh, về 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 cái cách vận hành của chỉ số vn index các anh chị thì uh, chúng ta đang có cái sự vận hành ở đây đó chính là gì kênh cản trên chính là kênh cản xu hướng Uh, biên ngang chính là vùng 1247 đến vùng 126 uh, 1247 vùng, vùng 1250. Và kỳ vọng là gì? Ở đây phiên ngày hôm nay thì cũng là một cây nến doji và nó rút từ vùng 1255 điểm lên. Như vậy thì trong góc độ ngắn hạn, chúng ta kỳ vọng ở đây là gì? Uh, chỉ số VN Index sẽ tiệm cận cản trên và sọc xuống, tiệm cận hỗ trợ dưới, long lên rồi lại tiệm cận cản trên sọc xuống và chỉ số VN Index cứ sideways cứ đi như vậy cho đến khi cho đến khi các anh chị uh, khả năng theo quan điểm của hùng là khả năng cho đến khi là chỉ số vn index chúng ta sẽ tiệm cận lên đến khoảng quanh vùng 1.300 điểm và nó đến một cái ngưỡng giới hạn nào đó và khi mà dòng tiền họ phân phối xong tay to tạo lập họ phân phối xong á thì khi đó khả năng mới bắt đầu ở bước vào một cái sóng chỉnh lớn của thị trường ở trong năm 2024 và mong rằng là anh chị em nhà đầu tư của chúng ta sẽ theo dõi các cái video sát sao của cá nhân đúng Lê để chúng ta tránh được tránh được những cú sập của thị trường và người đầu tư thành công ở trên thị trường chứng khoán là người tránh được các cú sập của thị trường chứ không phải là người kiếm được bao nhiêu tiền ở trong một app ok bản phân tích cập nhật thị trường tuần này xin phép được tạm dừng tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản phân tích cập nhật tiếp theo